có quản trò, không có người dẫn game nhưng vẫn muốn chơi game nhập vai thì đợi đi. Thì chơi game Fiasco. Mò đến từ phía sau, đặt tay lên vai của hai người. Vậy thì dịp khác vậy. Dạ. Somebody is not so innocent after all. Ngươi sẽ không được làm cướp nữa. Một phép dùng để thay đổi tâm trí. Mỡ. Nhưng có một bí mật này ta chưa dám nói với ai. Lấy ai, ai bảo ông tôi thờ quỷ. Tao có bằng chứng không? Bọn ngươi đã bắt được bọn ta thờ quỷ rồi thì phải giết. Không sao, chúng ta có sức mạnh tình bạn của những tên trộm cướp. Ta lại hóa quỷ. Trong buổi này Han hướng dẫn chơi từ đầu đến cuối luôn. Xem để có một hướng dẫn chơi trực quan và ví dụ một buổi chơi thực tế sẽ trông như thế nào. Trong lúc tên những người ủng hộ hội viên YouTube và Patreon mình được hiện trên màn hình thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một bí mật. Tất cả art nhân vật mình dùng trong video này được tạo từ một con AI hoàn toàn miễn phí, Leonardo.ai, chia sẻ cho những thanh niên một con art nhân vật xịn sò mà nghèo kết xác như mình. Thế là ủng hộ mình nếu bạn thích content này nhé. Cảm ơn. Với mỗi một player thì chúng ta sẽ lấy ra hai cặp dice khác màu nhau. Chúng ta có 3 players đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy ra 6 cặp dice, sẽ roll tất cả những cái này. Ok, bước đầu tiên là chúng ta sẽ chọn ra relationship với mình và người bên cạnh. Chúng ta sẽ mở cái bảng relationship ra. Đó là 140 của playset Dragon Slayer. Ok, mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có cái số to, chữ to ấy. Thì cái đấy gọi là category nhá. Thì mọi người thấy bên cạnh số chữ to đó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đó là tương ứng với kết quả dice mà chúng ta roll ra vừa nãy. Thì mọi người nhìn thấy chúng ta không có 1 và 2 đúng không? Thì chúng ta không được phép chọn 1 và 2 rồi. Khi mà để chọn một trong những cái relationship này thì người đó sẽ lôi cái dice đó ra khỏi cái phần giữa. Ví dụ đây mình chọn là, cứ chọn là 5 đi. Đó, thì tức là fellowship. Mình có thể chọn là bất relationship của mình với người bên cạnh nào cũng được nhá. Ok. Xong rồi chọn cái bé hơn bên trong nữa. Đúng rồi, nhưng đấy là vòng tiếp theo. Cái này là mối quan hệ giữa đúng rồi, giữa Han và Luni. Còn bây giờ là Luni. Luni có thể chọn category của cái relationship với cả anh Thiện, hoặc có thể bổ sung cái element cho relationship giữa Luni và Han. Ok. Dạ, tôi sẽ lấy cái đài ở trong này lên. Đúng rồi, cái category giữa Han và Luni đã chọn là cái fellowship đúng không? Thì nếu mà muốn bổ sung cái element cho cái category ấy, thì chỉ được phép chọn trong cái nhóm fellowship thôi. Ấn vào cái phần fellowship để thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 tương tự như vậy. 6 đi. Ok, chúng ta sẽ bàn về cái này sau. Ở đây là anh có thể chọn category, phải chọn category trước. Vì cả hai cái relationship của anh về hai nhân vật đều chưa có cái category nào ấy. À, ok. Cái element là chỉ Luni được chọn tại vì lúc nãy Han chọn cái relationship đúng rồi đúng không? Vì là giữa hai người đã có relationship rồi. Ok. Rồi, mình có gì nhỉ? 3, 4, 5, 6. Xem cái nào thú vị. 3. 3. Magic à? Ừ. Chọn màu đỏ hay màu đen cũng được đúng không? Màu đỏ đen được. Bây giờ chưa quan trọng rồi. Ok. Relationship với Luni là magic. Ok, là magic. Bây giờ đến được em, bởi vì Luni đã chọn element rồi nên là em bắt buộc phải chọn category với anh Thiện. Thì cái sẽ... số 6 mà Luni chọn lúc nãy thì có phải đặt vào vị trí nào để nói không cần element đấy, không? Cái đấy là để chúng ta tạm bỏ ra thôi. Ok, ok. Để chúng ta biết là đã dùng cái nào rồi. Ok. Ok, bây giờ em sẽ chọn, bây giờ mình có 4 này, 4, 5, 3, 3 4, 4, 5, 6. Xem vì cái 3 mà bây giờ dùng thì hơi phí, nhớ có 3 nó hay hay. Nên là chắc là chọn 4 đi, sẽ chọn là culture. Ok. Luni, ở đây là magic, thì Luni chỉ có thể chọn element thôi. Chọn tiếp element đúng không? Đúng rồi. Chọn của phần magic. Để coi có phần nào hay. Đây. 4 à? Đấy. Đúng rồi. Diabolus intended sacrificial victim. Ok. Nó giống Dark Fantasy. Ok, Thiện sẽ chọn cái element của relationship giữa Han và Thiện đúng không? Đúng rồi. Mình có 3, 4, 5, 6, vẫn có 3, 4, 5, 6. Outcast 5. Outcast. Ok, vậy thì sau khi chúng ta đã set up được cái relationship giữa nhân vật thì bây giờ chúng ta sẽ được chọn những cái khác. Chúng ta lần lượt sẽ có needs, location và bình thường sẽ là object, nhưng mà với cái playset này sẽ là arms và Enakana, tức là vũ khí và phép thuật. Trong theo luật ấy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải có đủ 3 cái này trên sàn, tức là chúng ta có 3 người chơi, hiện tại thì mỗi người sẽ phải chọn một cái. Ví dụ một người chọn nít thì người khác không được chọn nít nữa. Bây giờ đến lượt em. À, cái thứ mà mình chọn ấy mình sẽ cũng sẽ đặt cùng với cái relationship, tức là cái nó là cái trung tâm của cái relationship đó ấy, tức là một cái vấn đề đó gắn kết rất chặt chẽ với cái mối quan hệ giữa hai nhân vật đó. Ví dụ mình chọn là location, em sẽ chọn location đi, ở trong quá khứ đi. Đấy, trong quá khứ giữa em và Luni xem nào.
Bây giờ đến lượt Nuni. Tức là vì em đã chọn location rồi nên là Nuni sẽ không được chọn location. Ok. Hoặc nếu có chọn location thì chọn cái element thôi của cái location đó. Toolfly là số 4. Số 4, Toolfly. Là cái gì? Cái need à? Need to fly. Đến lượt anh Thiện. Thì Thiện không được chọn location và không được chọn need nữa. Thì được bắt buộc là chọn arms and arcana thôi. Ok, mình còn 3, 5, 6. Cái này là mình chọn cho nhân vật mình chứ không phải liên quan đến nhân vật nào đúng không? Không ạ, liên quan với nhân vật bên cạnh. Tức là cái mối quan hệ đó nó là liên quan đến vấn đề gì. Ví dụ nó hay là nó được xây dựng dựa trên một cái nền tảng gì đó. Đấy. Tức là trong trò này chúng ta xây dựng là luôn luôn là liên kết với một nhân vật, liên kết với những nhân vật khác chứ không phải là chỉ có bản thân nhân vật của mình. Ok, thế thử xem cái need to fly có thêm cái gì. 6, need to fly literally. Ok. Ok, như này thì chúng ta thấy là Nuni chỉ có chọn một cái nữa. Ok, đến lượt em này. Nếu mà em chọn element cái location thì Nuni không được chọn thì nữa chứ. Nuni không được chọn cho người khác đúng không? Kiểu như Nuni không còn cái chọn thì cũng không được chọn cho đúng cái rồi. Cặp còn lại. Chứ sẽ không kẹp không được tiếp. À. Sẽ chuyển qua cho anh Thiện luôn. Bây giờ phải bắt buộc cả chọn Arms Arcana. 356. Chứ nào? Outcast à? Outcast. Vậy thì chọn Trophy đi. Trophy. Ok, đến lượt Nuni. Có thể chọn cái element. Số 6 là chúng ta sẽ còn có hai số là số 3 và số 6. Cho element sẽ lấy trong số 3. Đây. À. Số 3 là Wizard Mentor. Wizard Mentor Cottage. Cottage là gì nhỉ? Cottage nó là... Cottage là cái nhà ấy, cái nhà vùng nông thôn ấy. Nhà tranh vách đất. Looted after his death á. Ok. Tôi cũng hợp lý đấy. Ok. Mối quan hệ của team này có vẻ không tốt đẹp. Của gia nhân vật này không tốt đẹp lắm. Đến lượt anh Thiện, lựa chọn cuối cùng. Đó là element. Nó chỉ là có một lựa chọn gì cuối cùng thôi. Hình như cái Thiện có nghe ở trong video cái xúc sắc cuối cùng làm cái wild card à, đúng cho rồi. Số mấy cũng được. Đúng rồi, cho số mấy cũng được. Nhưng mà ở đây chỉ có element trophy thôi. Element cho trophy, ok. Tome of Dark Rituals, 4. Có vẻ là ở đây rất nhiều cái rituals. Cái số 6 này thì... có bị biến thành số 4 không? Không cần ạ. Cái đấy chúng ta sẽ, cái dice sẽ đặt lại. Bây giờ cái chức năng của dice này sẽ là để làm token tượng trưng cho những cái kết cục xấu hoặc tốt, nhưng mà sẽ diễn giải cái đấy sau. Cái vấn đề kết cục xấu và tốt nhá thì nó xấu và tốt trong cái cảnh đó, nhưng về lâu dài thì nếu một người chỉ toàn kết cục xấu thì cũng có thể cái kết cục cuối cùng họ sẽ trở thành tốt đấy. Bây giờ thì chúng ta đã có set up được các nhân vật và mối quan hệ. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ xem cái nhân vật của chúng ta là như thế nào, các nhân vật có mối quan hệ như thế nào dựa theo những cái thứ mà chúng ta vừa chọn đó. Thì từ người đầu tiên thôi, bây giờ bàn với nhau, tức là những người có mối quan hệ với nhau sẽ bàn với nhau. Ví dụ đầu tiên bàn về mối quan hệ giữa nhân vật của chúng ta, có đặt luôn một cái tên được, đặt cho nhân vật một cái tên luôn đã thì sẽ gọi. Ví dụ nhân vật của Han sẽ đặt tên là Victor X, để cho gọi là Victor. Thì Nuni có thể đặt nhân vật và anh Thiện có thể đặt tên nhân vật của mình luôn. Chris, khó đấy. Chris. Chris. Okay. Nhưng mà vẫn đọc là Chris. Đọc là Chris. Chris. Okay. Ok, Chris. Bây giờ chúng ta bàn về mối quan hệ của Victor và Chris. Thì chúng ta thấy là Victor và Chris là một người là một tên tội phạm, nhưng mà một tên kiểu vô lại. Vô lại rất là hung ác. Một người là healer, một người là một kiểu pacifist, tức là một người ưa chuộng hòa bình đúng không? Vậy thì bây giờ ai là hòa bình và ai là tội phạm đây? Victor là một outcast đúng không? Như là mối quan hệ với cả Bờm thì Victor là một outcast, thì Victor sẽ hợp là tên vô lại hơn. Okay. Victor sẽ là tên vô lại nhá. Okay, sẽ là... Còn ông sẽ là một người một healer ưa chuộng hòa bình. Mối quan hệ của hai người này là quen nhau từ cái Wizard Mentor, tức là một người thầy dạy phép thuật. Vậy thì ông nghĩ nào? Chris là học trò của cái người đó đi. Thì tôi sẽ là bạn của ông trong cái lớp đó. Đúng rồi, fellowship à? Fellowship là đồng hành với nhau. Ok, tức là chúng ta quen nhau ở khi mà học cái lớp dạy phát thật của ông thầy. Thì looted after his death. Okay. Ở cái nhà. Đúng rồi, tôi là một thằng vô lại đúng không? Sparrow đúng không? Thế thì tôi bí mật ăn cắt đồ của ông thầy sau khi ông chết. Đó, thì ông... trong đám tang của ông thầy ấy, ông thầy là không có người thân, chỉ có mấy học trò thôi. Nhưng mà ai ngờ có một thằng học trò nó rất mất dạy, nó còn bí mật lấy được cả đồ ông chạy. Đó một quan hệ. Tại sao mà hai nhân vật Victor và Chris quen nhau, thì bây giờ Victor và Chris đang quen nhau như vậy.
Và bây giờ cùng đồng hành với nhau à? Đồng hành với nhau làm gì đấy? Kiểu Chris... Có thể là tôi sẽ không biết ông lấy cái món đồ đó của thầy, và tôi đang nhờ ông phụ tôi đi kiếm lại món đồ đó. Ok, được rồi. Bây giờ đến mối quan hệ của Victor và Bơm. Được rồi, Victor và Bơm đều làm outcast, tức là bị đuổi đúng không ạ? Bị đuổi khỏi một cái đâu đấy, bộ tộc hoặc là vậy thì Victor và Bơm có thể là chúng ta có thể là hai người đến xuất thân từ cùng một cái ngôi làng, và cả hai bị đuổi ra khỏi làng vì Victor là vì ăn cắp, còn Bơm thì vì do gì? Có một cái châu Phi là Tome of Dark Rituals thì có vẻ là nó cũng liên quan gì đó đến việc phép thuật. Hay là chúng ta là đến từ một ngôi làng, mà ngôi làng này là một cái kiểu cái con cái tà giáo, outcast tà giáo, đúng không? Tức là Victor là bị đuổi ra vì ăn cắp, còn Bơm thì có thể là ăn cắp, cũng là ăn cắp cái Tomb of Dark Rituals, hoặc là hai người bắt tay nhau ăn cắp cái đó. Nghĩ là Bơm có thể không nhất thiết phải là outcast, Bơm vẫn trong cái tà giáo đấy, và sau khi mà bị mất cái Tomb of Dark Ritual thì Victor bị đuổi. Vậy Victor sẽ ăn cắp cái Tomb of Dark Rituals đó sẽ bị đuổi thì... Hoặc là Victor phải canh cái Tomb of Dark Ritual nhưng bị cái người thầy đã mất của mình cướp, và Victor bị đuổi khỏi bộ tộc này, rồi Victor giả làm học trò để lấy lại cái... Ok. Cái Tomb of Dark Ritual đấy. Nhưng mà đây là mối quan hệ giữa Bơm và Victor. Thực ra nếu có gì cũng chịu cũng được. Vậy thì thế lý do Bơm liên quan hiện đến... Hiện tại là Thiện đang nghĩ những thứ mà có thể liên quan đến nhau. Bơm thì vậy... là một người trước ở cùng trong cái... Đó. Vậy thì tại sao Bơm... Hay là Bơm được giao nhiệm vụ đi tìm cái đó đi. Ok. Cũng được giao nhiệm vụ đi tìm cái đó cùng với Victor. Victor là người chịu trách nhiệm trực tiếp nên là phải giả làm, còn Bơm thì đi theo thôi. Ok. Hoặc là Bơm là người cùng ca đó với Victor cùng bị đuổi. Ok. Bây giờ là mối quan hệ giữa Chris và Bơm. Chris và Bơm quan nhau như nào? Hay là mọi người hay là cả ba cùng là trong cái lớp của ông này? Thì tại vì có một cái mà Thiện đang muốn hướng đến là Bơm và Chris là có một người muốn sacrifice ngày kia. Đúng rồi. Chỉ có mục tiêu của list một người là bởi vì chúng ta tà giáo đúng không? Thì Bơm đã tà giáo rồi thì Bơm sẽ đi Abolist. Còn em sẽ làm người bị hiến tế. Vậy thì đây có phải là một kế hoạch giữa Victor và Bơm để tế Chris? Không, có lẽ Bơm là một người mà thực hiện visuals, còn Victor chỉ là thằng gác cổng thôi ấy. Kiểu Bơm có thể giáo sĩ đúng không? Thì cũng tự học phép thuật ra. Bơm là giáo sĩ, còn Victor chỉ là kiểu low ranking thôi. Có thể Bơm thì vậy muốn thì... sacrifice Chris cho cái việc có thể chứng tỏ cái gì đấy để cần quay lại. Có thể là bây giờ có cái needs đúng không ạ? Cái nhu cầu ấy. Có thể là cái tà giáo đó đang muốn hiến tế người được ban phép thuật bay chẳng hạn. Hiến tế Chris ra quỷ dữ để có phép thuật bay. Để chúng ta tất cả đều có mặc cánh bay được. Ok. Đó. Thì ok, chúng ta chốt lại. Và Bơm thì có thể là Bơm. Ok, Victor. Yeah. Có chuyện lại, chúng ta tổng hợp lại. Victor là một tên gác cổng ở một cái ngôi làng theo tà giáo. Chúng ta chưa biết tà giáo gì, và gọi tà giáo đi. Thì Victor đã trong một đêm mà anh ta đi gọi là gác cổng, đã vô tình bị đánh ngất và làm mất một cái Tome of Dark Rituals, một cái cuộn giấy đúng không? Về các nghi thức hiến tế của tà đạo. Nên là anh ta đã bị làng trưởng làng đuổi khỏi làng, và vì vậy anh ta đã biết được là cái người mà đánh cắp cái cuốn đó là một tên phù thủy sống ở vùng nông thôn, nên là Victor đã xin đến đấy học để tìm cách để ăn cắp. Thì may cho Victor là tên phù thủy đó đã chết, và Victor đã bí mật ăn cắp được cái lạc quyển sách đó. Và trên đường quay trở lại thì cái một anh bạn cùng cái lớp học của tên phù thủy đó là anh bạn Chris thì cũng không biết, và cũng rất lo trước khi mất thì tên phù thủy đó đã dặn Chris là phải bảo vệ cái cuốn sách đó, bởi vì đó là cuốn sách tà giáo đúng không? Cái tên phù thủy đó ăn cắp cuốn đó chỉ để kiểu như là để cho cái tà đạo chúng ta không thể phát triển được đó. Thì Chris là một người yêu hòa bình, thì Victor đi về một mình thôi, nhưng mà tên Chris để cứ bám theo anh ta. Thiện thấy chưa hoàn toàn ổn, tại vì Bơm cần sacrifice Chris, nghĩa là Chris đã nằm trong kế hoạch từ đầu rồi.
có thể trong quyển sách đó sẽ thông, nghĩa là Chris hoàn toàn không biết trong quyển sách đó có một cái phép, có một cái cách là hiến tế một người nào đó đi theo thiên hướng hòa bình để cho nguyên một tộc bay được. Thiên hướng hòa bình và có phép thuật. Có phép thuật, được. Để cho tộc, một cái tộc đó ra bay được. Rồi, cho luôn thành healer. Một pacifist healer. Cần phải hiện tế. Thì ok, có thể là bơm cho lại Victor thì biết được Riz là một Pacific Healer nên đã thông báo cho bơm biết để hỗ trợ trong việc hiến tế. Đúng. Vậy Victor thì, có cái fellowship này của Victor với Chris có nó mạnh đến mức nào? Nó có Victor có muốn Chris sacrifice không? Có cái tình bạn gì ở đây không? Hay là tất cả là lừa đảo hết? Chỉ là Victor có thể có chuyện diễn biến đi. Ok. Background trước khi cái có chuyện diễn ra về cảnh ấy thì một người hoàn toàn có thể hơi flashback nhá, tức là cái cảnh của mỗi người ấy, hoặc thậm chí là tương lai, nhưng mà cái tương lai phức tạp lắm nên chúng ta sẽ tạm thời trong cái này thì chúng ta sẽ giới hạn lại ở việc flashback và thời điểm hiện tại. Ok. Vậy thì bây giờ Victor sẽ bắt đầu được trước. Khi đến lượt của mỗi người sẽ gọi là một cái spotlight. Lượt thì gọi spotlight nhá. Thì một người sẽ được chọn là establish hoặc là resolve. Thì establish tức là đặt vấn đề. Cái người mà chọn establish ấy, đặt vấn đề, tức là người đó sẽ được chọn có nhân vật nào xuất hiện này, câu chuyện nó bắt đầu như nào, diễn biến như nào. Tuy nhiên sẽ không được chọn kết thúc của nó là tốt hay xấu cho nhân vật đó, mà người chọn ra kết cục đó là tốt hay xấu là những người chơi còn lại. Còn nếu mà chọn resolve và giải quyết thì ngược lại, tức là người đó được phép chọn là kết cục là tốt hay xấu cho nhân vật đó trong cái cảnh đấy, nhưng mà không được chọn diễn biến, không được chọn là bối cảnh diễn ra ở đâu. Nếu mà kết cục tốt ấy thì sẽ đưa cho người đó hoặc là người đó tự lấy một cái viên dice màu đỏ, hoặc nếu kết cục xấu thì người lại lấy một cái viên dice màu đen. Ở đây Victor sẽ establish đi, đặt vấn đề. Hiện tại Victor và Chris đang ở trong một cái nhà trọ. Sau khi đây là sau cái ngày hôm sau đám tang của thờ ông thầy, thì hiện tại là Victor đang chuẩn bị đi về nhà, đi về cái làng để trao trả lại cuốn sách để được kết nạp lại vào cái làng đó. Thì Chris cũng đã bám theo Victor. Bơm thì cũng có mặt ở đó, ở trong cái quán trọ đó, nhưng mà ở phòng bên cạnh. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cảnh. Cho tiện hỏi một chút là sẽ có bao nhiêu cảnh như thế này? Chúng ta sẽ chơi ở ác quan đấy, tức là lượt một chúng ta sẽ chơi hai lượt, sau đó chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ tiến đến một phần ở giữa, tức là phần chọn cái tilt. Ở đây mình cũng ghi này, tilt tức là một cái sự kiện làm cho biến đổi cái dòng câu chuyện ấy, từ điểm là hồi kết ấy. Đấy, thì Victor và Chris đang ở trong phòng. Chris này, thầy dặn ông là cái cuốn sách đấy quan trọng lắm à? Thầy đã từng nói với tôi là phải bảo vệ bằng cả tính mạng của mình với quyển sách đó. Thế ông có nghe được là cuốn sách đấy là về cái gì không? Thầy không cho tôi mở quyển sách đó ra và tôi cũng sẽ nghe lời thầy. Vậy á? Thầy hay là thế ông thầy có nói cho ông biết là cái cuốn sách đấy là ông ta lấy ở đâu không? Tôi chỉ nghe thầy nói là thầy lấy được ở một ngôi làng nào đó, nhưng thầy không nói rõ chính xác là ở đâu và lý do tại sao thầy lại lấy nó. Chris này, ông thầy bảo là ông có phép thuật mạnh lắm đúng không? Tôi thực ra tôi học kém, tôi không biết là phép thuật mạnh là như thế nào, nhưng mà ông có thể nói tôi biết là phép thuật của ông mạnh cỡ nào không? Tôi nói về phép thuật mạnh thì tôi chỉ mạnh về phần hồi máu chữa trị hơn là phần chiến đấu với mọi người. Vậy thì cuốn sách đó ông sẵn sàng làm mọi thứ để lấy cuốn sách đó á? Đúng vậy, tôi có thể hy sinh cả tính mạng mình chỉ để bảo vệ cuốn sách đó. Được rồi, tôi cũng rất tò mò cuốn sách ấy đấy. Thôi, hay là bây giờ chúng ta cứ đi thế này thì hơi khó nhỉ? Chúng ta cũng chả biết cuốn sách ở đâu. Hay là bây giờ ông cứ đến làng tôi ở tạm đi. Có vẻ việc đó sẽ giúp cho tôi đỡ tiền thuê trọ cũng như đỡ phải lang thang nhỉ? Đúng vậy, cũng là có chỗ nghỉ chân để chúng ta còn phải dành thời gian để đi tìm xem ai là kẻ đánh cắp cái cuốn sách đó, đúng không? Thôi bây giờ ông cứ đi nghỉ đi, tôi có chuyện này ra đây một lát. Ok, vậy ông cứ đi, tôi sẽ nghỉ ngơi. Sau đó Victor rời đi và tiến sang phòng bên cạnh để gặp Bơm. À, nhớ là mọi người là được chọn cái kết cục của cái cảnh đó là tốt hay xấu cho nhân vật trung tâm nhé. Ok. Và mọi người sẽ tốt thì mọi người đưa một cái viên đỏ cho Victor, hoặc nếu xấu thì đưa một viên đen cho Victor. Được rồi. Vậy là chúng ta đã kết cảnh chưa? Chưa. Cho đến khi nào mọi người đưa cái viên đai xảy ra để cho biết được định hướng câu chuyện. Victor gõ cửa phòng của Bơm. Cộc cộc.
Bờm mở hé cửa ra, một con mắt đỏ thẫm nhìn ra ngoài. Chào rồi. Hắn ta không biết, vẫn chưa biết gì đâu. Mà tên này cả mấy cuốn sách đấy không? Có, tôi lúc nào chả mang bên người. Thế là Victor lôi cuốn sách từ trong cái phần vào phòng này. Được rồi. Victor tiến vào trong phòng và ngồi xuống. Cuốn sách. Bao nhiêu năm thật là cả thân phận của chúng ta, cả tên tuổi danh tiếng của ngươi, một phần của ta chủ yếu, đã bị kéo lê trên mặt đất chỉ vì cái sự mất mát này. Tên đấy cuối cùng cũng chết, đáng đời. Vậy ngươi định giữ mà, hay là để ta? Ngươi cứ giữ đi, ta cũng chả hiểu cái chữ trong đấy đâu. Mà có chuyện này quan trọng lắm. Sao? Chuyện gì? Ngươi có biết hắn ta là một healer không? Healer? Có pacifist không? Có, hắn ta được tên phù thủy già đó, quý lắm. Liếm tay, là sách. Pacifist healer, nếu ta nhớ không nhầm. Đây rồi, chúng ta có thể dùng hắn làm một hiến tế. Nó sẽ làm cho việc trở lại của chúng ta vào ngôi làng, vào giáo phái của chúng ta được hoành tráng hơn, được tiếp nhận hơn. Được. Người cái đời sách cho ta. Tại vì người mà đi cùng hắn là kiểu gì dễ phát hiện lắm. Xong rồi người có thể tiếp tục dụ dỗ hắn và tìm được manh mối gì đấy, rồi tiếp tục đến làng nhé. Mọi người nhớ chọn là kết kết đỏ hay đen với để mới kết thúc được cảnh. Để kết thúc được cảnh thì tầm này thì có vẻ như đang đi đúng theo cái kế hoạch của Victor thì chắc sẽ là đỏ chứ. Thì đồng ý đỏ nhá. Ok. Thế nên nếu mà cảnh như này mà mình mà vứt đen vào cái thì mình phải nghĩ lại hướng để bẻ ngoặt à? Đúng rồi. Okay. Thực ra chúng ta có nhiều cách, thậm chí chúng ta có thể set up là nếu mà người khác muốn thì có thể cho luôn cái kết từ đầu, tức là từ lúc mà người kia đang giữ cảnh ấy. Bất kỳ lúc nào. Thế hiện tại Thiện đồng ý cho đỏ nếu mà Nuni đồng ý. Em đồng ý, tại em đã đồng ý đi theo rồi. Ok, cảnh kết thúc. Và ở trong lượt đầu thì chúng ta sẽ phải đưa cái viên xuất sắc này cho một người khác. Ok, em sẽ đưa cho anh Thiện. Và bây giờ chúng ta chơi theo chiều nào đây? Như ABC chúng ta chơi chiều của... Chiều đồng hồ chân lực của quiz. Cái đưa xuất sắc này sẽ giải thích thêm sau đúng không? Đúng rồi. Okay. Nó liên quan đến phần ở giữa khi mà kết thúc hai vòng chơi. Thì chắc sẽ là flashback của Chris khi mà Chris ở trong cái lớp đó và mới bắt đầu quen được Victor. Xin chào cậu, tôi là Chris, cậu tên gì? À, tức là chọn Establish đúng không? Establish thì là người khác chọn cái kết. Không, Thiện vừa nhận bước vào lại. À ok thì lấy đỏ đi. Ok, được rồi, tiếp tục vậy. Ok, vậy tiếp tục lại nha. Cậu là học sinh mới đến đây đúng không? À đúng rồi, cậu học đây lâu lắm rồi à? Tôi là lớp trưởng của lớp này, thì chào mừng cậu đến lớp, cậu tên gì? À tôi tên là Vichan. À, cậu tới đây nhờ một người nào giới thiệu tới hay là thầy đã mời cậu, thầy đã nhận cậu? Thực ra tôi, hôm trước tôi không giấu cậu, tôi bị người làng đuổi vì tôi như ăn cắp cái ổ bánh mì. Thế là tôi bỏ ở đây, tôi đến trước cửa nhà thì tôi ngã ngục, thật trông rách rưới quá. Nên là tôi thầy thương tình nhận tôi vào. Cậu được thầy nhận vào thì chắc chắn sẽ không phải là một người tệ đâu. Theo như những gì thầy đã xem được về mình thì trong thời gian ngắn thầy sẽ không may bị bệnh và sẽ qua đời. Và thầy nói tôi hãy đi kiếm một người để hỗ trợ tôi tốt hơn trong việc bảo vệ một quyển sách. Và tôi thấy nếu cậu được thầy nhận thì chắc chắn thầy rất tin tưởng vào cậu, nên cậu có thể cùng tôi bảo vệ quyển sách này chứ. Quyển sách này rất quan trọng đấy. Quyển sách quan trọng thế này thì tôi mới đến, làm sao tôi dám bảo vệ thứ quan trọng như vậy được. Trong thời gian tới tôi sẽ hỗ trợ cậu trong việc học pháp thuật, nhưng quyển sách này sẽ không bao giờ được ra khỏi căn phòng thư viện đó, nó phải luôn được nằm tại đó không một ly. Vâng. Cảm ơn cậu lớp trưởng nhiều. Ok, đó là xong cảnh của em, cảnh của anh Thiện. Từ đầu tiên là đến đoạn Chris sẽ đưa viên này cho ai đã? Chris sẽ đưa viên này trở lại cho Victor. Ok,
đến lượt anh Thiện. Về các chuyện giữa NPC thì người nếu mà nói chung là người nào establish ấy, hoặc là người chơi trung tâm đang chọn là resolve ấy, thì những người chơi còn lại sẽ là người cài đặt NPC các kiểu. Còn nếu mà người chơi đó chọn establish thì người chơi đó tự dàn xếp các NPC. Ok, bây giờ mình vẫn tiếp tục đi không, đi được hai vòng thì mới đến theo rồi. Đúng ạ. Hiện sẽ chọn resolve hướng xấu. Ok, vậy thì bây giờ Victor và bây giờ hai người chơi còn lại sẽ là người set up cảnh hướng xấu. Ok, đây là một cảnh Chris có muốn set up kiểu gì không? Có nhân vật Chris không hay là để xem là set up như nào? Vậy thì khi này chúng ta sẽ để cho Chris và Bờm chạm mặt nhau vào một buổi sáng chẳng hạn. Và ở đâu? Ở trong cái phòng trọ đó. Khi mà xuống phòng ăn thì Bờm và Chris đã chạm mặt nhau. Được không? Chris thấy thế nào? Thế là tôi không phải đi xuống để và vô tình gặp Bờm đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ đi xuống nhà ăn và chúng ta sẽ gặp nhân vật Bờm và kết cục sẽ đi theo hướng xấu cho nhân vật Bờm. Còn okay, xấu như nào thì là Bờm vẫn quyết định vì Bờm đang được là người chọn cái kết cục. Ok. Được rồi. Có thể thì chúng bắt đầu ta sẽ ở trong buổi sáng, có thể là hôm sau để sau xuống nhà ăn sáng thì gặp Bờm. Khi mà Bờm, cả Victor và Chris đang ngồi ăn thì Bờm sẽ như một cái bóng mò đến từ phía sau, đặt tay lên vai của hai người. Cậu bên phải này, đang chỉ vào Chris, nhìn có vẻ như là một mạo hiểm giả tài năng với khả năng phép thuật đúng không? Người biết người có thể khả năng nhìn được sức mạnh sao? À, đương nhiên là cũng là một người có đọc qua một chút về phép thuật nên là nhìn tướng bắt hình dong ngay. Ngươi từ đâu tới vậy? Thật sự ta chưa từng gặp ngươi. Ồ, là đến từ một miền đất xa xôi, nơi mà những phép thuật không được sử dụng nhiều. Tôi có thể xem một ít phép thuật không? Hiện tại ở đây sẽ là không. Thật ra chúng ta đang có một công việc khá là quan trọng nên có vẻ sẽ tiếp chuyện với ngươi sau. Còn muốn gì, nếu muốn nói chuyện thêm thì có thể nói với người bạn của ta Victor đang có định ạ. Và cái gì đấy, cái gã kỳ quái này đang ăn nơi nói chuyện linh tinh tinh. Victor phủi tay của Bờm ra khỏi người, quay đi chỗ khác. Bờm nhìn về phía Victor, ánh mắt hình viên đạn. Được thôi, phải đi dịp khác vậy. Vậy thì Victor vỗ vai Chris thôi. Mình ăn xong mình đi luôn nhé. Chúng ta cần đi sớm, nhất sẽ may mắn sẽ kiếm được thêm một ít thông tin. Tới Bờm có end cảnh chưa hay là tiếp tục? Ok, end scene, end cảnh. Ok, tiếp tục là sẽ đưa viên dice cho người khác. Ok, vậy thì ok, đến lượt của Victor. Victor cũng sẽ chọn resolve và sẽ chọn để chọn viên kết cục tốt đi. Kết cục tốt. Kết cục tốt hả? Thì có vẻ như Bờm đã sắp xếp một số người trên đường của Victor với lại Chris đi để dẫn Chris tới làng, cách dễ dàng tin tưởng hơn cho việc đi tới làng của Victor để đi kiếm quyển sách. Thì nghĩ có phải là câu chuyện như thế sẽ tiến triển hơi nhanh, nhưng mà Luni thấy này được không? Bờm vẫn muốn nhìn thấy phép thuật của Chris, có thể là sẽ nhờ Victor làm cái gì đấy để lộ phép thuật của Chris ra cho mình có thể nhìn thấy và confirm đây là một người healer đại tài. Cũng được. Bờm đã yêu cầu Victor ám sát hoặc là không, hoặc là gây thương tích cho một người, cho một NPC nào đấy và để cho Chris phải heal. Ok. Vậy thì được rồi. Vào đó, sau khi Victor và Bờm bí mật gặp nhau vào buổi đêm để bàn về kế hoạch, cái lúc mà tôi đi qua cái khu vực, cái làng ở cạnh đây, tôi có nghe nói là có một, ở gần đây có một cái trại cướp, hay là chúng ta sẽ giả vờ bị cướp đánh rồi xem tên Chris đó có thực sự có năng lực hồi phục không. Cướp à? Cũng được, nhưng mà bọn cướp này mình phải trả tiền. Tao không phải làm gì có tiền không, ý là
bây giờ ngươi ông cứ cầm đây, ông cầm lại cái dao này, ông chém tôi mà cả cả phát đi ấy, rồi với tôi bảo là tôi bị cướp chém thế được. Chắc chắn thôi, chúng ta phải hy sinh vì quỷ vương đúng không? Tí máu là gì? Bởm ném con dao lên, đưa cái tay ra, dùng phép thuật màu đỏ giữ lấy con dao, quay một vòng trên không và phi vào người trước vào vai của Victor màu tươi. Victor cảm thấy khá là đau đớn nhưng anh ta bắt đầu bước chạy thục mạng chạy về nhà, chạy về cái chỗ nghỉ của anh ta và Chris, cái trại mà anh ta và Chris đang dựng. Chris, cứu tôi với. Chuyện gì vậy? Sao còn lại bị thương tích như thế này? Tôi vô tình gặp cướp, làm ơn. Cậu là hồi phục sư đúng không? Làm ơn, hồi phục cho tôi được không? Chris sẽ chạm lên vết thương và vết thương từ từ hồi phục trở lại. Hey, ở đây cướp lộng hành thật, bọn nó cướp đúng giữa ban ngày ban mặt. Có vẻ sẽ khó khăn rồi đây. Có thể chúng ta phải đi sớm thôi, càng ở đây lâu càng nguy hiểm. Có lẽ là vậy. Đây là trước tiên cậu ổn chưa? Tôi nghĩ là tôi phải nghỉ thêm một ngày nữa rồi chúng ta đi được không? Có vẻ sẽ đi dần dần lên phía trước để tránh khỏi chỗ này, vì có vẻ như chúng đã biết chúng ta đang ở đây. Cậu có đủ sức để đi tiếp thêm một khoảng nữa không? Tôi nghĩ nếu đi chậm thì không sao đâu. Có gì thì tôi sẽ hỗ trợ cậu trong việc lành vết thương. Vết thương sẽ không lành trong 1-2 ngày đâu, nhưng nó sẽ nhanh hơn là thời gian hồi phục chính xác. Sau đó, vậy thì chúng ta time skip ra 1-2 ngày sau thì vết thương đã thực sự lành. Và buổi tối thì Victor lại lần ra ngoài khỏi trại để gặp Bơm. Hắn ta thực sự là một hồi phục sư. Ghi chép. Thực sự lần sau sẽ phải thử cái to hơn, cái lớn hơn nữa, tại vì chúng ta cần thực sự cần một phục sư tài năng. Cái việc nhỏ mọn kia cũng ok rồi, không vấn đề gì. Nhưng mà ngươi nhìn này, cái vết chém của ngươi linh láng như vậy mà bây giờ không còn một vết sẹo nào cả. Thực sự cả hồi phục sư tương đối xuất sắc đấy. Được. Ngươi có muốn một vết nữa không, sâu hơn không? Hay là chúng ta dụ hắn đến chỗ của bọn cướp nhỉ, thử xem ngoài hồi phục ra hắn còn có năng lực gì khác không. Được. Kết cảnh là vì mặc dù bị ăn chém nhưng mà Victor đã biết được sự thật về năng lực của Chris là hoàn toàn là rất là đúng như là cậu ta nói, thì cũng cơ bản là cũng là đạt được đích rồi. Đồng ý. Dạ, đến lượt tôi đúng không? Như Victor sẽ phải cho cái xuất sắc. Bởi vì Chris chưa có viên nào nên là đưa cho Chris. Ok. Dạ, tôi sẽ chọn một là... Tôi sẽ chọn kết cục của tôi sẽ là một cái kết cục tốt. Đây, shoo. Ok, tức là chúng ta lại dựng nữa. Ok. Vậy thì như là chúng ta bàn thôi. Victor và Bơm đã bàn nhau và tìm cách và dụ Chris được đến trại cướp. Thì Chris đã được làm theo lời của hai... lời Bơm đều của Victor và đã... tìm mò được đến trại cướp. Rồi bắt đầu cảnh là trại cướp thôi. Bơm thì sẽ đứng ở ngoài để quan sát đúng không? Có muốn Bơm chơi một NPC đấy không? Có thể được. Chris muốn không? Bơm thì sẽ vẫn okay. Cứ quan sát. Nhân vật Bơm thì vẫn sẽ quan sát thôi. Còn Thiện thì có thể chơi một tên cướp hoặc một cận người bị cướp đánh. Ok. Còn Victor sẽ bám theo sau. Victor đóng vai là một... Hiện tại đang... Thực ra Victor mặc dù có khả năng chiến đấu vì muốn lính canh mà, nhưng mà đang đóng vai một người rất là yếu đuối. Nên là cũng sẽ kiểu bám đằng sau thôi. Đó, cảnh như vậy. Chris đi trước, Victor đi sau. Bơm đứng núp. đang đi đến một cái trại cướp nho nhỏ thôi, đi đây một cái làng ấy mà chỉ có khoảng tầm 5-7 tên cướp thôi, nhưng mà cỡ ở một làng như thế là kinh rồi. Ok, bắt đầu cảnh đây. Bắt đầu cảnh thì Chris sẽ bước tới cổng làng trước và sẽ vô tình gặp cái toán cướp này đang cướp của dân làng tại đó. Cứ mình có nói hiểu anh này. Mọi người đưa hết tiền lên đây. Lại là bọn cướp nè. Có hình như lần trước cậu cũng bị chúng tấn công hả? Đúng bọn đó ấy. Đấy, cậu xem thế nào. Cậu có biết phép thuật tấn công không? Một chút, nhưng không có thể không hoàn toàn giết chúng, nhưng mà có thể hạ chúng một cách dễ dàng hơn. Cứ ở đây đi. Cậu tấn công được. Tôi sợ lắm. Victor núp đi. Còn Chris sẽ bắt đầu tiến về phía băng cướp và kêu chúng: này, dừng tay lại được rồi đó. Các người hoành hành ở đây đủ rồi. Hay là thằng nào? Muốn vào đây ăn một đồ không?
cứ thử, nếu mọi người có đủ khả năng, Phong Quýt sẽ cắt một phép làm cho tên cướp hoàn toàn bị đứng yên. Có vẻ như ta tuy không giết được các ngươi, nhưng vẫn sẽ khiến cho các ngươi chạy xa khỏi đây tầm 700-800 feet nhỉ. Rồi sẽ hô một phép làm cho bọn cướp chạy bỏ đi xa tầm 700 feet và không thể khả năng quay đầu lại. Bọn cướp, có vẻ được à, bọn cướp đã rời hết đi, nhưng còn một tên trùm sót lại. Lúc nãy hắn đang vào trong một cái căn nhà, hắn đi vệ sinh nên là không nghe được phép của Chris đi ra. Bọn mày đâu hết rồi? À, thằng kia, mày dùng tà thuật hả? Có vẻ còn một người nè. Chris sẽ bước lên và cắt phép bắt tên cướp quỳ xuống. Anh quỳ xuống. Từ giờ ngươi sẽ không được làm cướp nữa. Một phép dùng để thay đổi tâm trí. Mà mà bây giờ có mai bên. Từ giờ tôi sẽ không làm cướp nữa. Bọn cướp mà cái bọn anh em cũ của tôi nó ở địa chỉ này, ông đến ông diệt bọn nó đi, hoặc là ông có thể cải đến cải lương nó cũng được. À đây đây là tất cả số tiền tôi đã cướp, ông có thể đem có thể dùng để đi đi đường hoặc là đem lại cho người dân. Ở phía xa Victor mặt há hốc mồm vì không ngờ tên này nó bá đạo lắm đấy. Nhưng chắc sẽ vẫn có một chút gì đó bị nớp, nhưng mà hiện tại thì Victor sẽ không biết thôi. Tại vì tôi đã thiết kế nớp cho tôi rồi. Okay. Nhưng mà Victor không biết là bị nớp như thế nào thôi. Có cái cảnh như thế nào chứ. Thì Rich sẽ tiến lại chỗ của Victor và nói là có vẻ bọn chúng đi rồi, nên cứ vào trong làng tiện hỏi thăm thông tin về quyển sách, biết đâu lại có người có thông tin. Đúng rồi, thì khi mà Victor và Chris đến vào trong làng ấy thì thấy la liệt những người bị thương, bị cướp nó chém. Thì Victor mới nói là cậu có thể hồi cho những người đó không, như cậu làm với tôi hôm trước nọ ấy. Chris sẽ nhìn vào bàn tay mình, bắt đầu có một số vết chuyển sang màu đen và nói là vẫn còn đủ sức. Xong sau đó sử dụng phép thuật để hồi cho lượng lớn người. Và Victor có thể thấy được là có những cái đường lằn màu đen đã xuất hiện trên hai tay của Chris. Okay. Vậy là Chris đã cứu tất cả mọi người à? Đúng rồi. Kiểu, ok. Được. Victor chỉ trong đầu chỉ có nghĩ là tên này hồi phục kiểu không chỉ hồi phục một người một lúc mà có thể hồi phục nhiều người một lúc, mà thấy thế này năng lực quá khủng khiếp, cảm giác là hơi run sợ rồi. Đó, còn cảnh còn gì nữa? Đó rồi, hết các cảnh. Ok, okay. Rồi hãy đưa viên đai xuống cho mọi người. Không còn viên đai màu khác. Ok, đến lượt nhân vật bơm. Chúng ta sắp tới toàn fail rồi. Đúng rồi đấy, bây giờ mà không ai lấy chưa là lúc sau chỉ có fail đấy. Thì không fail. Lúc đặt về là fail cả tư lượng. Thì sẽ chọn, hai cái từ để chọn là gì? Establish và resolve. Ok, thì lần này sẽ chọn establish. Nào. Ok, thì sẽ đi, chúng ta cho một cái kết cục xấu đi. Dạ, yeah, được không? Ok. Đúng tin nào, okay. Đi thế nào? Ok. Đồng ý. Ok. Trong cảnh này, giữa đêm, Bờm đang tập trung đi vào cái thế giới tâm linh để liên lạc với quỷ thần của mình. Trong này thì Bờm có gọi cả Victor là đang trốn ra để cùng vào cái thế giới tâm linh với mình. Nuni trong cảnh này sẽ đóng vai quỷ. Ok. Đang báo cáo mọi thứ. Ok. Các người tới đây. Dạ. Xin ngài nói ạ. Dạ, ngài. Các người có thật sự đã kiếm được những gì ta muốn chưa? Này, mày nói đi. Mày theo dõi đấy. Thưa ngài. Chưa, nhưng mà sắp rồi. Tao tưởng được rồi mà. Nó. Dạ, thưa ngài. Cái tên. Cái quyển sách thì bọn tôi có trên người đây. Không phải trên người hiện linh của tôi, mà trên cái phòng của tôi. Nhưng mà cái thằng healer này nó có cái gì đấy, nó không ổn lắm. Thì theo như Victor nói là nó có cái vệt đen gì ở tay á. Đúng không biết là ngài có biết cái vệt đen đấy là gì không ạ? Đen sao? Ta từng biết nhưng không nhớ chính xác lắm. Có vẻ các người sẽ phải tiếp tục điều tra hắn. Và nên nhớ thời gian không còn nhiều đâu. Nhanh lên trước khi tất cả các người đều phải chết. Thưa ngài, ngài vẫn nhớ lời hứa với chúng con,
chúng con ạ. Là nếu mà chúng con hiến tế được tên healer đó thì tất cả chúng bọn con sẽ biết bay, đúng không ạ? Chẳng, chỉ cần hiến tế tên heal, một tên healer, một Pacific healer, các toàn bộ làng của người có thể bay được. Và bọn con có thể quay trở lại làng không bị là outcast nữa. Đương nhiên, chắc chắn ta sẽ thu nhận hai người trở lại. Và cái cánh của con có thể là cánh rơi không ạ? Cánh rơi sao? Để ta xem, có thể sẽ lại cánh một con khác, cánh quạ được không? bọn con sẽ cố gắng, sẽ chứng minh cho ngài thấy là cái có thể tin tưởng bọn con mà. Không quá một tuần nữa đâu đấy. Dạ, nhưng mà đường về còn 8 ngày. hay là ngài cứ ban cho con biết bay trước đi ạ. Cho đi cho nhanh. Đúng rồi hả? Là không, nhưng ta sẽ hỗ trợ các người. Sáng ngày mai sẽ có người cho các người mượn ngựa. Nhưng cẩn thận, con ngựa này có thể sẽ không nghe lời đâu. Dạ. Quỷ vương vạn tuế. Quỷ vương vạn tuế. Kết cảnh. Thực tế, cái cục mà xấu của nhân vật này là không được kính rơi à? Không được kính rơi đó. Điện có thể là không được cánh rơi, có thể là thời gian có hạn. Hay là mọi người muốn, nếu mà mọi người muốn xấu, có gì xấu hơn nữa thì có thể. Không, mạo hiểm như thế không được cái điều mình muốn hoàn toàn thì cũng hơi xấu rồi. Ok, viên đai sẽ đưa cho ai nè? Cho Ronnie. Ok, chúng ta đã hết cái nửa đầu, tức là cái phần đặt vấn đề câu chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ roll những cái viên dice mà chúng ta sở hữu. Roll à? Mình chọn hai viên dice đó, mình chuột phải vào multi-sided ở cái dưới cùng ấy, và random size. Đó, ok. Anh Thiện sẽ là 7 đỏ. Nuni, ok. Victor sẽ là 0, Nuni sẽ là -1. Một đỏ. Vậy thì Victor, và thực ra kể ra thì không có ai nhiều đen nhất, nhưng mà ở đây thì Victor vôn ra cái thép to hơn, nên là Victor sẽ là người nhiều đen nhất, và Bờm là nhân vật được nhiều đỏ nhất, thì sẽ là hai người được chọn thiêu. Bây giờ mọi người vào lại cái journal nhé, mọi người ấn vào phần thiêu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ roll lại tất cả, chúng ta sẽ roll lại 6 cái viên dice chưa dùng. Ok, bây giờ chúng ta nhìn vào phần thiêu này. Bây giờ hai người chơi, người nào mà có nhiều đen nhất và người có nhiều đỏ nhất, tức là số điểm ấy, thì sẽ được chọn. Mỗi người đầu tiên sẽ chọn cái tiêu đề trước, tức là chọn category ấy, và thiêu sẽ có hai thiêu nhé. Chọn cho ai hay chọn cho bản thân? Chọn cho tất cả, chọn cho cốt truyện. Ở đây thiêu là liên quan cốt truyện thì như em chọn trước đây thì chúng ta cũng chọn như là cách mà chúng ta chọn relationship lúc đầu ấy, cũng chọn từ trong những cái này thôi. Như này chúng ta không có hai, đúng không? Chúng ta không được phép chọn hai rồi. Ví dụ em sẽ chọn là ok, chọn 3 đi. 3 là innocence. Thiện chọn 4 guilt. Ok, guilt. Chúng ta tự để cách giảm tí để ok. Sau chúng ta cho lại vào mà. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ hai người chọn tilt sẽ đổi cho nhau. Tức là bây giờ em sẽ chọn cái element của cái guilt, còn anh Thiện sẽ chọn cái element của cái innocence. Em sẽ chọn 1 đi. A visit from authorities. Rồi. Thiện chọn giờ, somebody is not so innocent after all. 1. Ok. Vậy chúng ta chọn ra hai cái tilt. Vậy thì tilt là gì? Tilt là những cái mà những cái sự kiện xảy ra trong cốt truyện, và chúng ta sẽ phải bám theo cái tilt này. Ở vòng thứ hai nhá, chúng ta chơi từ vòng 1, nhưng mà chúng sẽ bám làm sao để những cái sự kiện này xảy ra, và đây là những cái sự kiện sẽ dẫn tới cái kết cục của câu chuyện. Chúng ta phải thấy một sự kiện là bị ghé thăm bởi authorities, chính quyền ghé thăm. Ok, chính quyền ghé thăm, và có một người không phải là kẻ ngây thơ như hắn ta diễn. Chắc là Chris thôi. Trong câu chuyện này chỉ có một người như vậy. Thực ra thì Victor vốn là không, từ đầu đến giờ câu chuyện Victor là Victor không, đã không phải là innocent rồi, chỉ có một người giết diễn innocent đây. Thực ra thì câu chuyện thì Victor diễn innocent đúng không? Đúng rồi. Thì cũng được, nhưng mà nếu mà Chris không phải innocent thì vui. Thì mọi người bám theo cái câu chuyện này được. Tức là mình phải bám theo cái xương sống là cái này. Ok, đến Victor. Ok, về cái lần ở cái vòng 2 này thì cái mọi người sẽ giữ lại cái viên dice của mình nhá, không phải đưa cho người khác. Rồi, bây giờ Victor sẽ chọn resolve, sẽ chọn kết cục là xấu. Rồi. Thì có thể Chris sẽ vô tình phát hiện ra được chuyện là Victor với Bờm đang hợp tác với nhau. Phát hiện ra ở đâu kiểu? Có thể là trong lúc mà hai người gọi thần nhỉ, thì dạng vô tình thấy là
biết là hai người đang phối hợp với nhau thôi, nhưng mà chưa biết sẽ làm gì, nhưng mà biết hai người đang làm một nhóm. À, nghe lén được khi mà tức là trong lúc mà hai người Victor và Bơm đang gọi thần thì Chris ở đứng ở ngoài nghe lén được. Ok, cái scene này nó vẫn sẽ là Victor là chủ đạo, người chủ đạo nữa. Đúng rồi, Victor vẫn là nhân vật chính. Nhưng mà chỉ là trong cái bối cảnh ấy thôi. Ok. Không, từ các bối cảnh này có thể là Victor chủ đạo đi. Thì có tiện nghĩ có cái là... đấy nó hơi là spotlight okay. Là Chris là người hiểu phát hiện. Chris thôi. Là spotlight quá. Vậy thì... cho chính quyền đi xuống. Ok, rồi. À, ok. Cảnh sát vào lúc mà hai đứa đã cùng thần. Ok. Ok, báo chính quyền. Đấy là lúc đó Victor đang lạy thần. Ôi, cả hai Victor và Mờ đang quỳ hương vạn tuế, rồi vạn tuế thì bỗng nhiên đằng sau cửa mở ra một phát. À, Chris đóng vai tầng cảnh à, gọi tầng cảnh đi. Ok, vậy thì... Victor giật mình, quay ra sau thấy có mấy thanh niên ăn mặc rất là kiểu có vũ trang ấy, tay cầm vũ khí, búa viết. Chắc thương nhiều. Đối thương. Đó, đứng rất là hăm he, chĩa cái mũi giáo vào người của Victor và Bơm. Các ngươi tới đây để gọi quỷ thần tới đây à? Ta đã nghe có người dân báo rồi, không ngờ là thế nhanh chóng bắt được các ngươi một cách dễ dàng như vậy. Sao mày đến đây mà lại không giấu mặt để có người theo dõi đây hả? Cái gì? Nhiều lời. Ai bảo ông bọn tôi lấy ai bảo ông bọn tôi thờ quỷ? Ông có bằng chứng không? Bọn ngươi đã bắt được bọn ta thờ quỷ rồi thì phải giết. Được rồi, thế là Victor thấy tên kia làm loạn rồi nên là cũng phải rút rìu ra để tấn công. Cái gì bây giờ lấy ta mượn. Có một cái thôi, ngươi có biết dùng rìu đâu. Chưa nói sao thì Bơm dùng phép là nhấc cái rìu ra khỏi tay của Victor, cho nó quay trên trong không gần cái chỗ bọn lính canh. Đứng lại đây. Bọn lính sẽ lùi lại một bước nhưng mà sẽ chỉ hết mũi giáo về phía của Victor. Victor bị tất cả đám lính bao vây và anh ta đã bị đội tuần cảnh bắt rồi. Anh không ta thể chống lại được với cả một đội tuần cảnh quá đông. Anh ta đã bị bắt, còn Bơm chạy được đúng không? Bơm sẽ quay Bơm làm màu một tí xong rồi chắc là đổi dậy rồi chạy. Ok, quay và nên là các tên kia không dám đến gần và đã bỏ chạy được. Còn Victor thì đúng rồi, tiếp tục xấu, bị sổ khám và sau đó anh ta đã bị áp giải, đẩy vào trong ngục. Hết cảnh đang trong ngục rồi. Khổ quá. Ok, còn thiếu rồi này. Còn thiếu rồi. Thì tôi sẽ nãy giờ tôi sẽ chọn một cái kết cục xấu về cho tôi. Ok. Nói gì vậy? Okay. Sẽ cho Chris đang nhìn cái tay của mình đấy. Nhìn tay. Ở trong cái căn nhà thì hay là thế này thì đang nghĩ bằng ý tưởng. Đây là flashback giữa Chris và thầy của mình. Thầy được có thể nói gì đấy về một cái khả năng của Chris. Ok. Ai đóng vai thầy đây? Để cho Thiện đóng vai thầy nha. Còn okay. Victor lúc đấy có muốn là cũng đang ở đấy với thầy không? Hay là thực ra tại vì cái này là Victor không biết nên là không bởi Victor đâu có biết đâu. Victor mà ở đấy là biết rồi. Có thể là Han sẽ đóng vai một người khác, ví dụ một học trò khác, không phải là Victor, không phải là Chris. Khóa trên của Chris. Vì lớp không chỉ có mỗi ông, bởi vì mọi người nhớ là Chris là lớp trưởng nhé, chúng ta lớp có nhiều người nhé. Không chỉ có một mình Victor và Chris. Ok. Một học trò khác đặt tên là Win đi. Win. Ok. Ở cảnh sẽ là thầy gọi cho Win và Chris và hai học trò mà gọi là có năng lực của thầy ra đó. Win là một người học trò đã lâu nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thành tài bằng được như Chris. Okay. Thêm cái đấy cho nó drama. Okay. Đây là cảnh flashback trước khi mà Victor đến luôn ấy. Đúng rồi. Kết cục là xấu đúng không? Okay. Kết cục là xấu. Bắt đầu cảnh này rồi mình sẽ tiếp. Đó là vào buổi sáng. Đó. Thì Chris sẽ nói với Win là thầy gọi chúng ta vào trong phòng học có chuyện rồi đấy. Sáng sớm có gì đã gọi rồi. Được rồi, đi thôi. Chris và Win sẽ đi tới phòng và gõ cửa và xưng tên trước.
mời vào. Thưa thầy, dạ thưa thầy, thầy gọi bọn con chuyện gì ạ? Thầy đang ngồi quay lưng vào, nhìn vào cái bàn đang thắp hương và nhang, không quay lại. Thầy nói, Chris và Win, con đến rồi, ngồi xuống đi. Dạ. Tại vì Tam có chuyện quan trọng muốn nói với bọn con. Hai người là những người tài giỏi nhất và nhì trong số những học trò của ta. Nhưng có một bí mật này ta chưa dám nói với ai. Thầy bỏ cái băng tay trên tay của mình, giơ lên một bàn tay, cái phần từ đầu gối tay đến cổ tay nó đen hết, xì hết năm ngón tay màu đỏ. Ok, cho cái phản ứng bất ngờ kiểu cố nhịn đang cứ vừa nói vừa nghĩ tiếp, không kiểu gì sốc, không nói nên lời ấy. Đây hai học trò đang khá là sốc khi mà lần đầu tiên thấy. Đây là kết quả của việc thay đổi vận mệnh thế giới với phép thuật quá nhiều. Những thứ ta dạy bọn con đều là những phép thuật giống như ta sử dụng. Win cũng đã vài lần hỏi ta tại sao đầu ngón tay của con dần chuyển thành đen, là cùng một lý do. Win nhìn xuống bàn tay của mình đã bị đen đến đốt ngón tay thứ hai rồi. Chris, con cũng có chịu khó nghiên cứu dày vỏ kinh sử. Con có biết được lý do tại sao như vậy không trước khi ta giải thích? Theo như con tìm hiểu được thì khi sử dụng phép thuật càng mạnh hoặc là cái cứu càng nhiều người thì cánh tay sẽ bắt đầu bị ăn mòn. Chúng ta sẽ phải chịu những vết thương thay cho những người đó, sẽ khiến cho cánh tay chúng ta từ từ mất đi khả năng sử dụng. Đấy là một suy nghĩ khá là non nớt. Thực ra phép thuật của chúng ta được lấy từ quỷ dữ. Chúng ta biến đổi nó, thay đổi nó để làm những điều tốt. Nhưng cái về cốt lõi nó không thay đổi. Và càng dùng nhiều phép thuật của quỷ dữ, chúng ta sẽ ngày một giống quỷ hơn. Ông ấy không một cái, hai cái cánh rơi hiện ra. Xin lỗi. Win thì cái sốc, kiểu cực kỳ sốc. Anh cậu ta ngã ngửa phía sau. Có vẻ Chris lúc này dần biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đã là người tiễn Win đi trước khi anh ta hóa quỷ. Chris, thời gian của ta sắp hết rồi. Nội trong tối nay còn phải giết ta, không thì ta sẽ hóa thành một con quỷ toàn diện. Có cách nào để thầy trở lại không? Con không muốn giết thầy. Ta tin là con sẽ tìm được. Sau đó Chris sẽ giúp thầy đi một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà trong lòng anh ta vẫn đang cảm giác bắt đầu bị sang chấn khi mà giết cả hai người cùng một lúc. Win bị chết rồi. Vâng. Hai biểu nãy kêu tới hai tới đầu ngón tay rồi chứ. Ok. Ok, bây giờ Win bị giết. Ok, thầy Win giết luôn. Oh, vậy là người giết là... Ok, not so innocent after all. Ok, yeah. À, thế thì cái kết cục tiêu cực của Chris là phải giết cả hai người đúng không? Đúng rồi, yeah. Hai người là thầy. Thì nghĩ là học được cái kiến thức là mình rồi một ngày sẽ như vậy. À, tất nhiên là có thể không sống nữa. Ok, được rồi. Vậy thì ảnh của Chris là hết rồi, hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Đến được nhân vật bơm. Okay. Tôi chuyện ra mà và thứ này đi đúng. Thì phép thật bá đạo thế phải đánh đổi thì chứ. Twist chồng twist. Thậm chí bơm một pháp sư tài năng chỉ có thể quay cái gì. Kỹ năng duy nhất là dùng quay vũ khí. Một ba chỉ biết thêm lời dùng phép quỷ cứu người. Ê, còn năng lực duy nhất của Victor là cầm cái rìu của Victor ấy. Bơm chọn bối cảnh nào? À, bơm chọn gì? Cố để mọi người nghĩ. Cho một xin một cái success. Ok, một cái positive. Ok nào. À, vậy thì sau khi mà bây giờ nhá, Victor bị bắt rồi. Thì lúc này Bơm đã chạy được đến thì không hiểu thế nào mà đến chỗ kỳ chân đó lại có con ngựa hoang. Mà ngựa hoang như nó lại rất là bình tĩnh ấy. Đó là con ngựa mà quỷ vương đã được ban cho Bơm. Đó, thì câu chuyện ra như thế. Bơm sẽ làm gì? Bơm hiện tại cưỡi con ngựa vút về. Không phải kiếm to. Mọi thứ đổ bể thật là nhanh. Nhưng có thể mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Ta có thể... Không, tên Victor quá vô dụng. Phải nghĩ cách ngay. Tên Chris chắc hẳn là vẫn đang hắn tốt bụng như vậy, chắc là cứu Victor. À, ta nghĩ ra rồi. Vậy thì ta sẽ... Ta chẳng nghĩ ra cái gì cả. Thì bây giờ Chris xuất hiện đi nhỉ? Sẽ tự nhiên bắt đầu. Bơm sẽ trùm cái áo choàng đi đến căn phòng trọ của Chris. Ok. Cộc cộc cộc.
đi lại mở cửa ra bỏi. Ngươi lại ta tin là chúng ta đã từng gặp. Ngươi sao? Vũ áo choàng ra. Thế ta được biết rằng người bạn đồng hành cái thằng cùng ăn sáng với ngươi ấy, nó bị bắt rồi. Nguyên nhân có vẻ là cái gì đấy liên quan đến quỷ dữ. Có vẻ ta nợ hắn một ân huệ nên là cần giúp hắn. Hắn muốn đưa, nếu mà không giúp được, hắn cũng muốn đưa những cái kỷ vật của mình về lại ngôi làng của hắn. Ngài nghĩ sao? Hình như sáng mai sẽ bị xử trảm đó. Có vẻ như thời gian không còn lâu nữa. Nếu vậy thì ta sẽ đi cứu bạn của ta trước. Một lựa chọn khôn ngoan. Vậy kế hoạch của chúng ta là gì? Chris bắt đầu nhìn tay mình và suy nghĩ một cách sẽ giúp anh ta cho đám lính mất tập trung hoặc là đi ngủ để lẻn vào trong cứu được Victor. Kế hoạch liên quan đến phép thuật. Ích nó đó. Và chúng ta cùng đi đến nhà tù thôi. Giang okay. Cho kết cảnh. Kết cảnh. Vậy thì tiến cảnh của Victor. Victor sẽ chọn Establish. Thì đây là khung cảnh ở nhà tù. Victor đang bị ném vào trong cái nhà tù. Ở dưới là lót toàn là rơm. Và trong nhà tù là xuất hiện rất nhiều thanh niên bắp trợn, xăm trổ kín người. Và ở bối cảnh như vậy, sau đó đang nằm một lúc thì một tên cảnh vệ tới và lôi xình xạch Victor ra. Mọi người cho xin cái kết đi nào đây, tốt hay xấu nào? Hiện tại chúng ta còn đúng một cái tốt. Xấu. Nếu mà muốn đi tiếp câu chuyện thì chắc sẽ là cái xấu rồi. Cái xấu rồi. Ok. Thôi không, chọn thì muốn cái tốt cho Victor. Tốt chứ. Ok. Chết rồi. Như cái combo tốt, hai tốt hai xấu này là combo hủy diệt đấy. Victor sẽ có kết cục. cái trò này nó là một người hoặc là toàn xấu hoặc là toàn tốt, còn nếu pha trộn thì dễ là đi đi lắm. Dễ đi lắm. Ok, vậy thì Victor kết tốt à? Vậy thì Victor đã được lôi ra vào một căn phòng tra khảo. Mời Nuni và anh Thiện đóng vai hai cảnh vệ tra khảo Victor nhé. Ok. Ok, Victor bị lôi xình xạch vào trong cái ném mắt trong cái buồng tra khảo. Anh Thiện chắc sẽ là chức sẽ lớn hơn Nuni. Nó sẽ có kiểu mọi người biết cái good cop, bad cop đúng không? Thiện làm good cop nhé, Nuni là bad cop. Ok. Em sẽ là người lôi Victor đi vô. Quan như nhầm mà nó nè tên trà giáo đây rồi, xong đóng cửa thật mạnh lại và đi vô trong với lại những good cop, xong sau đó sẽ đá một cái vào bụng của to trà giáo. Các ngươi quỷ vương sẽ không tha cho các ngươi đâu. Victor cảm thấy rất đau đớn. Bắt cóc dựng lên, đỡ những người của Victor lên. Chờ đã nào anh bạn, cứ để xem hắn nói gì. Ngươi nói quỷ vương của ngươi là ai? Đó là quỷ vương Diablo. Diablo. Ui à, cẳng đó. Anh bạn ở đây là cực kỳ không thích Diablo này, nên là cẩn thận, tôi không cản anh ơi lâu nữa đâu. Nói xem cái tên đồng loa đâu rồi. Người nghĩ là ta sẽ khai sao? Nếu mà người có đánh chết ta thì cũng là để đưa ta về với quỷ vương mà thôi. Cái này em tốt cả gì nhỉ? Chưa nghĩ được. Bây giờ tính cách. Ok, Victor trả lời như thế. Victor hất hàm lên về hướng hai cảnh vệ. Cóp sẽ tán một cái, chứ sẽ tán một cái vào Victor ngậm mồm lại. Đây quỷ vương cũng sẽ không còn đâu. Có thể khi chết ngươi sẽ về với quỷ vương, nhưng bọn ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Anh bạn ở đây nóng tính lắm. Mày nghĩ ngươi chết dễ vậy sao? Chỉ cần một tuần nữa thôi, tất cả các ngươi sẽ phải chìm trong biển lửa. Sự phẫn nộ của chúng ta, sự phẫn nộ của những kẻ tôn thờ Diablo, nơi đôi cánh của chúng ta sẽ che phủ lên mặt trời, và tất cả ngươi sẽ chìm trong biển đen của bóng tối. Cho tiện hỏi thì cái kết tốt mà Han đang nghĩ cho nhân vật này là gì? Là sau khi bị đánh xong thì hai cách gần thần kỳ ở đấy, hai người kia đến giải cứu được mọi người. Ok, vậy thì boom. Có cái phép gì đấy của Chris? Không. Tức là hai người làm quả quyết vượt ngục ấy. Ủa, hai người nào? Cảnh sát hay là hai người kia? Không, thì hai ông cảnh sát cũng đã muốn đánh chết người đâu mà. Không đánh chết người đâu, tức là đánh xong nhốt vào ấy. Thì bằng cách của đấy, nói chung là Ok, cứ chơi, sorry.
Thì sẽ đánh được. Trong đó tống Victor lại vào ngục. Victor người đầy máu. Bắt đầu nhìn các anh bạn trợn ở trong tù. Thì bỗng dưng Victor để ý thấy mấy tên đang nói chuyện gì với nhau đấy. Victor tiến tới dò la hỏi. Thì phát hiện ra là hai tên này đang bàn một kế hoạch vượt ngục. Mời cho hai người đóng vai MVC vượt ngục. Ê ông ơi, ông có biết là cái tường cái ngục này cũng không cao lắm đâu, có thể trèo qua được á. Dạ. Ta nghe nói tối nay sẽ không có trăng đó, có vẻ là thời điểm thích hợp. À, được đó, tôi thích đó. Cái tường hình như là ở chỗ phía bắc là nó có một chỗ nó thấp hơn này. Còn cái khóa thì đây, tôi lấy được rồi. Ôi giời. Ông nói kiểu gì đấy? Chuyện trong nghề, không có gì đâu. Bọn ông có muốn trốn cùng nghe không? Tiếp rồi, tôi không muốn chết đây đâu. Một tuần nữa thôi, tôi biết bay rồi. Thật sự tôi lại ở đây. Ui à, thầy xịn quá. Ok, anh bán cái MK 10 xe nhé, chúng ta cứ trốn đã. Càng an toàn hơn. Càng nó cũng hiểm với chúng. Không, nghĩa là ví dụ ai bị bắt thì chỉ có một người lại, hai thằng chạy. Đúng. Nhưng mà tôi không là lại đâu nhá. Không sao, chúng ta có sức mạnh tình bạn và của những tên trộm cướp. Anh ấy gồng tay lên. Ok. Được. Thôi, tối nay mình trốn nhá. Thế là màn đêm buông xuống. Ba người ra ngoài một cách thần kỳ ở đấy. Thần kỳ mà mọi người đã thấy các mấy ông tuần cảnh hôm đó lại đi ăn sinh nhật. Bắt đầu bỏ đi trong vòng một tiếng. Và đây là một cơ hội duy nhất để cho ba người này vượt ngục. Cơ hội ngàn năm lấy được. Lấy được chuyện. Đây là kiểu tuần cảnh trưởng ấy. Đã hôm nay sinh nhật đúng không? Mọi người bí mật mở cửa ra. Và cái căn phòng đó bắt đầu chạy ra, lên lút, chạy ra tường và cùng nhau lấy áo để mắc thành cái dây và quăng lên để treo ra ngoài. Và cuối cùng, một kế hoạch ngay rất ngớ ngẩn như vậy nhưng mà lại thành công. Vì đây chỉ là một cái nhà tù ở cái vùng nông thôn thôi, nó cũng không được an ninh cho lắm. Khi mà vừa nhảy xuống tường thì Victor chạm mắt với Bờ và Chris cưỡi một con ngựa đến hết cảnh. Dễ tới đây rồi mới khó. Rồi bây giờ fail này. Còn hai cái fail luôn. Bây giờ ông bắt ông chọn là fail. ông có establish resort thì là fail thôi, để chọn đi. Thì nếu mà ông nói không okay. Phải là hồi nãy ông nói là chạy ra gặp Bờm với lại Chris thì nói là hai người bắt đầu lẻn vô trong thì không thấy Chris đâu hết thì mới được nghe thông tin. Thiện có thể này, cứ lấy cái fail đi. Bờm đã dụ dỗ Chris. Kế hoạch hoàn hảo của chúng ta đêm nay, bọn quản ngục đi ăn sinh nhật của thằng chủ quản ngục. Chúng ta sẽ phải đến ấy diệt bọn chúng để có thể là cứu người. Ok, đây là cảnh trước đúng không? Đúng rồi. Cách duy nhất. Có vẻ như ta tính được hôm nay lại không có chăng. Có vẻ mọi chuyện đang vào nguồn dễ dàng của chúng ta. Nó không dễ dàng đến đâu thì bọn quản ngục đi cũng nhiều lắm. Thế nên là phải giết bọn nó mới rõ chắc chắn được là cứu được bạn của ngươi. Người bạn vào sinh ra tử với người đúng không? Chắc chắn ta sẽ không giết người, nhưng ta sẽ có cách làm cho chúng tạm thời sẽ không thể di chuyển được. Người phải nhanh lên đấy. Thời gian ta không phải cách lâu đâu. Đấy, cách suy nghĩ của ngài. Sau đó để tới nhà ngục. Thì khi mà Chris vô tình tạo ra một tiếng động khiến cho toàn bộ cảnh vệ đó, một đám cảnh vệ đó phát hiện thì anh thị khúc này. Không, hãy dùng phép giữ bọn chúng lại ngay. Sau đó Chris sẽ cast ngay một phép giữ chân và kêu tên Bờm là mau chạy để cứu Chris, mau kỵ của Victor. Không được, chúng ta phải chắc chắn. Bờm sẽ đưa tay ra, những cái tia màu đỏ hiện ra bắn đến những cái cây kiếm, cây đao ở trong bao của bọn cảnh vệ, rút ra rồi đâm thẳng vào cổ chúng. Chris sẽ giờ chắc chắn rồi. Gục ngã thì người chết thì không thể hồi sinh lại được. Cố hồi sinh đi. Sơ tay đen. Không, sẽ cố gắng kiếm mọi cách để cứu những người còn hấp hối nhưng mà cũng không được, và bàn tay bắt đầu đã tới những đốt
thứ hai, đến giữa đố thứ hai. Bắt đầu những cảnh vệ khác vào lùa đúng không? Chạy ra lùa. Vào lùa. Ê, bọn kia. Bọn cũng là rút kiếm ra, chạy ra lùa hai người Bob và Chris. Không được, giữ bọn nó lại. Chúng ta phải cứu Victor. Người im đi. Nếu ta giữ lại người sẽ giết người tiếp hay sao? Ta sẽ bỏ đi, chạy đi, nhanh lên trước khi bị bắt hết cả đám. Sau khi chạy một hồi thì Chris và Bob chạy ra, chạy một vòng thì ra gặp Victor vừa nhảy ra. Và Victor mặt kiểu sốc kiểu từ sau về kéo cái đám cảnh vệ ra. Lúc này cả đá thuê bỏ chạy. Và không rằng tất cả cùng chạy như cho tội. Có thể kết cả tới đây được rồi là tại xong cái quá trình giết người rồi. Ok, em là không thành công, kế hoạch không thành công. Ok, về luật cái dice cuối này thì có thể là màu gì tùy thích. Thế sẽ establish cảnh mà mọi người có thể chọn kết quả. Ok, mình sẽ để cho đen đi, kết quả xấu đi. Ok, Nuni đồng ý không? Ok. Trong lúc vừa mới lúc mà gặp với Victor và cùng với Chris chạy đến, Bờm cười khẩy một cái. Rồi khi mà Chris vẫn ở đấy, đang vừa mới ngỡ ngàng vì gặp được người bạn của mình, Bờm dùng phép lấy vũ khí của một tên cảnh vệ đang chạy đến và lập tức quay loạn lên cái vũ khí đây. Và cắt vào tay, vào chân một số tên cảnh vệ chạy đến. Bờm nhìn Chris. Hãy cứu bọn chúng đi. Hãy cứu bọn chúng đi. Thôi mà một phát sư hồi phục cao quý. Hay là người làm gì? Victor vẫn đang chạy cùng nhỉ? Đúng rồi, Victor vẫn đang đi cùng. Nên đang suy nghĩ sẽ làm một cái kết nào đó mà nó xấu, nhưng mà để tiếp tục câu chuyện. Ở đây cái kết xấu thì mọi người bị bắt hết. Bắt hết là hết chuyện luôn. Cứ đi đi xong rồi mình sẽ dễ tiếp. Có cách rồi. Chris sẽ ngay lập tức cắt một phép khiến cho tên Bờm bị văng ra một góc và bất tỉnh, trong khi đó vẫn sẽ cố gắng cứu chữa cho toán lính. Việc dùng phép lên Bờm có vẻ là khó khăn hơn một người thường. Hắn counter spell trái và phải. Có vẻ cuối cùng là sẽ đến một lúc là Chris vẫn khống chế được Bờm, nhưng phải tốn cực kỳ nhiều năng lượng, cực kỳ nhiều tâm trí. Đoạn này là đoạn gần kết thôi, kết còn có đoạn nữa cơ. Aftermath ấy. Bờm sẽ bị giăng vào một góc, nhưng mà góc này thì lại bị khuất, Bờm chỉ bị ngất thôi. Chứ không hẳn là bị phát hiện. Xong đó là Chris sẽ tiếp tục kéo bạn quên chạy. Victor chạy. Ok, kết cài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ roll cut dice và chúng ta có để tiến đến kết cục cuối cùng cho các nhân vật, kết cục cá nhân nhé. Ok. Ôi, sao? Ok, bây giờ được rồi, bây giờ mọi người hãy lấy cái tổng của số lớn hơn, cái màu mà có tổng lớn hơn này. Là 15. 12, 15. Trừ nhau. Trừ cho cái còn lại. Trừ 3 là còn 12. 12 đen. Ok, 12 đen. Anh Thiện là... 3 đỏ. 3 đỏ. Đây là 6 và 10, 4 đen. 4 đen. Bây giờ mọi người hãy vào cái phần aftermath trong cái journal ấy. Mọi người hãy xem cái kết cục của mình là gì. Aftermath, 12 đen luôn hả? Ừ. Có vẻ không thơm. Đây, ví dụ 4 đen, Savage của Victor là có một ok. Thất bại một cách thảm họa, cũng tương đối thảm họa. Ok, maybe got the permanent limb. 12 đỏ, pretty good. Bad reputation. You totally fail. Tất cả mọi one thing to see that you are coming out. This smelling like a rose. You are a little better off. Ô, 12 à? 12 là pretty good đúng không? Đúng rồi. Ok. Ok. Just don't get caught. Ok, tức là thoát được cả bọn cảnh vệ đấy. Bây giờ như này nhá. Mình sẽ lần lượt sẽ kể cái kết cục nhân vật của mình bằng từng cái dice ra. Nhưng làm sao cái kết cục cuối cùng là như cái mình vừa đọc trong Aftermath ấy là được. Ví dụ như là Chris này sẽ kể là cái dice đầu tiên này, tức là xấu đúng không? Dice ra là xấu, dice ra là xấu. Nhưng cuối cùng là kết cục là vẫn là tốt đẹp như là cái vừa đọc. Và lần lượt từng người thôi sẽ kể cái kết cục nhân vật. Victor là bị gì đây? Broken, ok. Permanent limb, tức là bị què ấy, bị thọt. Và có danh tiếng xấu, ok. Totally fail. Thì Victor đã thoát được thành công khỏi đám cảnh vệ và chạy thục mạng về ngôi, tìm được đường về ngôi làng của mình. Tốt thứ nhất này, anh ta đã trở về và giới thiệu cho tất cả ngôi
ngôi làng của anh ta rằng tuy anh ta không mang được về cái quyển sách tà giáo vì quyển đó là gã bờm đã cầm rồi, nhưng mà hắn ta đã bị lạc trên đường. Tuy nhiên anh ta đã được giới thiệu mọi người là anh ta đã mang được một healer, một pacifist healer trở lại với ngôi làng. Tuy nhiên anh ta đâu có ngờ rằng pacifist healer này thực sự là quá là bá đạo ấy, nên là ngôi làng của anh ta không có quyển sách nào cả, cũng không thể làm được cái nghi lễ đó, với cả là cũng quá 5 ngày rồi. Vậy nên anh ta đã bị cả làng bắt lại và đánh cho què chân rồi đuổi ra khỏi nhà ở làng. Từ đó anh ta đã trở thành một gã lang thang trên đường phố, chân bị què mất một chân. Đó là kết cục của Victor. Đến được Chris. Đang nghĩ. Chris là đến làng nhé, đến làng đó. Đầu tiên thì sau khi đến làng thì Chris bắt đầu đã bị dân làng ở đây bắt lại trước và bị tống thẳng vào ngục để chờ ngày để xét xử một cái kẻ mà dân làng ở đây được xem là ngoại đạo. Bị hiến tế đúng không? Anh Chris đã nhiều lần kiếm cách vượt ngục nhưng mà có vẻ như đều không thành công và đều bị bắt lại để ăn đập như tử. Là sẽ tiếp là còn một cái nữa hả? Sao nhiều thất bại quá vậy? bị bắt lại một lần. Bị bắt lại một lần là cái này nè. Trong đêm cuối cùng trước ngày bị hành hình thì anh ta vẫn kiếm mọi cách để bỏ trốn bằng cách là đánh một phép khiến cho bàn tay mình hoàn toàn hóa đen, nhưng mà vẫn không thành công và lần này tiếp tục bị ăn đánh, nhưng mà anh ta lại hóa quỷ và được người dân ở đây thờ phụng. Ok, nó logic mà. Đúng ra cái 13 thì mới được như thế, nhưng mà 12 gần rồi. Gần như tốt nhất rồi ấy. Thì không được hợp bụng mà được người dân ở đây kính trọng thôi. Kính trọng, được. Yeah. Mới thành quỷ con à? Thành quỷ con. Vì anh ta có cánh rơi. Đấy là kết cục của Chris. Rồi bơm thì có 3 cái tốt, sau rồi cái xấu mới là cái quỷ con. Cái aftermath của bơm là grim. The stress and trauma from your little adventure are going to haunt you forever. Bits of your soul are destroyed and you are missing a piece or two. In a few years, children are going to cry when you get too close. All your plans have ended in complete ruin. Ok, bây giờ phải có 3 cái tốt xong rồi cái xấu cái cực xấu. Hậu vận tối quá. Trong cái lúc mà bị Chris ném sang một bên, hắn may mắn có một cái phép thuật cuối cùng trong người giữ cho bản thân không bị thương quá nhiều. 2 ngày sau, hắn tỉnh dậy và lập tức lên lại con ngựa mà được quỷ vương ban cho, lao như gió về ngôi làng. Khi mà về đến ngôi làng, hắn nhận ra Victor đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Chris vào trong làng và bắt giữ. Khi mà tìm lại cái quyển sách để cái Tome of Dark Ritual để hiến tế Chris, hắn đã vẫn may mắn mang theo trên mình. Tuy rằng Victor đã bị đá đít đi, nhưng mà Bờm mang lại quyển sách được dân làng công nhận quay trở lại, và hắn đã thực hiện nghi lễ khi mà tên Chris kia ngất lịm đi vì cái phép gì đó mà hắn dùng. Sau khi làm ritual, Chris biến thành quỷ. Bờm nhận ra, hóa ra tất cả những gì ta làm là để thờ phụng những cái tên như thế này sao? Tên quỷ vương mà ta thờ có phải cũng là một tên healer? Có phải hắn chính là cái thầy của tên này mà ta đã dày công giết và cướp sách? Từ đó những cái ký ức này sâu nặng trong đầu của Bờm, và hắn không biết được đâu là những điều ác để bản thân tiếp tục làm nữa. Hắn không biết được đâu là thiện, đâu là ác. Tiêu trong đời của hắn rối ren. Hắn cuối cùng đã mọc cánh, nhưng là cánh phượng hoàng. Đi đến đâu trẻ con cũng nhìn mà kỳ thị. Tất cả kế hoạch của hắn đã đổ vỡ. Từ cái này thực sự nhá, ai mới phản diện? Mọi người không phản diện luôn, thằng nào cũng phản diện. Ai cũng phản diện á, cái thằng tốt từ đầu. Nhưng mà đúng là not so innocent after all mà, đúng là cuối cùng thì Chris vẫn là người
Đấy, đúng cái chuyện luôn là cái thằng giả ngu gì đó thực sự nó không ngu. Nó hợp lý nhỉ? Kiểu cái nhân vật mà kiểu mà lúc nào cảm giác kiểu mastermind các thứ như kiểu Bơm này, Bơm là kiểu pháp sư đúng không? Ẩn sau bóng đêm các thứ kiểu gì kết cục tệ nhất. đúng cốt truyện của Disney á. Với Disney. Disney này hơi lạ. Không phải Disney. giống với kiểu mấy cái hoạt hình mà mấy hãng nhỏ hơn kiểu Pixar. Dreamwork ấy. Đúng rồi. Thì cái câu chuyện mà mình vừa kể rồi hay mà nó có mấy cái twist buồn cười, kể cả buồn cười và cũng thú vị. Nhưng mà nó cũng hợp lý ấy. Kiểu tại vì ok, một cái pháp sư rất bá đạo thì phải có cái gì đó để đánh đổi chứ. Đúng. Hóa ra là anh ta không phải là wizard, anh ta là warlock. Một cái twist nói chung là tất cả những cái làng mà thờ phụng quỷ là mang lại cái quyền năng cho những cái warlock này. Không, thế thực ra quỷ Diablo ấy có thể là một thằng quỷ khác vì có rất nhiều quỷ mà. Nó là một thằng healer khác. Diablo là một thằng đại healer. Người tên là thằng healer đầu tiên. Đại healer và sử dụng những cái việc bọn cuồng tín thờ phụng để đem những cái tập hợp những cái healer khác lại một chỗ cùng làm việc tốt để ban sức cho các healer khác. Mọi người này, mình sẽ nghĩ ra cái định luật bảo toàn máu đi. Tức là nhá, để hồi máu thì phải lấy máu người khác. Thì thế những cái thằng Cultist ấy, thằng Diabolist ấy, nó là hiến tế những máu người khác đúng không? Và Diablo sẽ lấy máu thằng ấy để cấp cho thằng healer khác để heal người khác. Để sinh mệnh ấy. Cái lore thế giới này lạ quá. Đúng không? Bởi vì nhá, nó là kiểu định luật bảo toàn năng lượng ấy. Thì đây là định luật bảo toàn sinh lực. Thực ra cái Cultist này là tổ chức chữ thập đỏ đi lấy máu. Nhưng mà này, để kể ra cái một con mà không biết là thần hay là quỷ này cũng là một cái plot khá hay nhỉ. Cách vận hành của ma thuật trong thế giới này ấy, nó là bảo toàn ấy. Có vẻ là vẫn có loại ma thuật bình thường là ma thuật của Bơm, có loại ma thuật bá đạo của Chris. Đúng rồi, tức cả Bơm tưởng như là một thằng ác nhưng thực ra lại dùng ma thuật bình thường, cho khi Chris siêu lợi sử dụng năng lực từ sinh mạng người khác. Nô đêm miêu tả ma thuật của Chris bá rồi. Đến ngôi hàng tìm nhìn thấy bọn cướp, bọn nó biến đi, bọn nó biến hết. Thằng trùm cướp may thành người tốt, nó thành người tốt. Thì quá nó là kiểu mấy cái charm ấy. Thực ra nó dùng cái charm nhưng mà nó mạnh hơn charm bình thường rất nhiều. Kiểu auto trong D&D sẽ là một cái charm mà khiến cho mình auto nát 20. Sao mình nhưng mà cái phép đấy lại không dùng để trốn bọn Cultist được. Christy có hai dùng phép có hai lần là biến thành quỷ rồi mà. Được ba lần là một lần là ba lần là biến thành quỷ, ba lần thì cảm cái làng Cultist đấy chắc là ám được ba người. Không cuối nói là đã dùng hết sức rồi mới thành quỷ. Tội là tội ông thầy với ông thằng Quân kìa, chưa gì biết cái cảnh đấy để thấy quỷ tội Win rồi giết tội Win rồi. Nếu mà không ấy, thực ra tôi nghĩ là nếu mà Win không bị giết ấy thì Win cho Win chạy đi ấy, và sau này đến đoạn kết nó sẽ xuất hiện mình để làm cái gì đấy. Kiểu nó là thằng final showdown hoặc là nó là thằng tạo ra cái làng đấy. Tao giết trước khi mày đẻ trứng. Chị chừng Win chưa bị gì hết, mới vô nghe được 2-3 câu bị đâm chết. Biết xuyên liền. Có khi lúc nếu mà Win còn sống thì có thể để cho Win xuất hiện ở cái làng cuối cùng và lúc đó tự nhiên hai người về làng và thấy mọi người đã thờ ấy. Thế là Win. Ê, nhưng tưởng tự đầu tiên tưởng Bơm ấy là được cắt 3 dice đỏ ấy mà chỉ có một dice đen thì tưởng là Bơm sẽ được cái kết quả tốt. Nhưng mà đỏ lăn thấp quá mà đen cao. Cái kết bị trẻ con kỳ thị. Chính tâm lý không biết đâu là thiện đâu lại. Tao muốn làm điều ác, tao không biết đâu tiện đâu là ác. Tự dưng người cầm ba đen thì cái game này nó vận hành theo kiểu mà một là nếu mà mình cả cái câu chuyện với cả cuộc đời của mình nó đen đủi rồi thì cuối cùng sẽ được kiểu như là dồn cái vận may về cuối. Tính ra là Chris chỉ bắt đầu đen từ ở giữa chuyện thôi, còn cái đầu chuyện vẫn tốt. Đúng rồi, tại vì những cái dice đỏ đấy là phải đưa cho người khác hết. Đúng rồi.
chứ thực ra là thực ra người ta nghĩ ra cái trò đưa cho người khác hết đấy là để tránh cái việc một người tích một đúng một loại dice ấy. Ừ. Phải để tránh việc tích một loại dice thì cũng ai có kết cục đẹp ấy. Fiasco vừa có ưu điểm có thể chơi game mà không cần quản trò, vừa cho chúng ta một cách tiếp cận nhẹ nhàng tới vai trò dẫn game, dựng cảnh, chơi NPC. Đúng là khi thử một hệ thống nhập vai khác thì càng cho chúng ta nhiều kinh nghiệm để chơi D&D hay hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu hệ thống Vampire the Masquerade thì có thể xem game dài bọn mình chơi ở đây, gần 10 tập dưới đó. Nhập vai ma cà rồng.